Phật tử nó hỏi con bạch thầy Con nghe các thầy giảng Pháp Có nhắc rất nhiều đến ba nghiệp Thân khẩu ý là quan trọng Quan trọng nhất là ý Thỉnh thoảng con rất hay khởi những ý niệm xấu Nhưng vẫn chưa thực hiện bằng hành động nói ra Và làm Vào thời gian khác Nghĩ lại con mới thấy được đó là ý niệm xấu xa Con chưa thực sự À, con chưa thực hiện ý niệm đó Thì con có tội không thưa Thầy à, Chúng ta thấy là Phật nói về Nói về ba nghiệp thân khẩu ý Thân thì như là có sát đạo dâm vọng à, à, Sân thì có sát đạo dâm Khẩu thì có vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu à, Tức là gọi là thân tam khẩu tứ Còn ý thì tam gọi là tham, sân và si Tham tức là khởi tâm tham sân tức là khởi tâm sân hận, si tức là khởi tâm si mê, vân vân. À, thì cái ý ở đây thì ý niệm theo như trong kinh luận Đức Phật dạy, thì chỉ cần khởi cái ý niệm xấu thôi, thì nó cũng đã có gì, có cái chủng tử xấu rồi. Nhưng mà nếu mà mới khởi ý niệm xấu mà mình chưa làm, chưa tạo tác, thì cái đó nó mới chỉ gọi là cái nhân đó có thể gì, nhân đó gọi là cái nhân nó có thể nở thành quả, cũng có thể không nở thành quả. À, giống như là mình gieo cái hạt giống xuống trong duy thức học nó giống mình mình gieo gì cầm cái nắm hạt giống gì mình gì mình văng ra cái bãi đất thì cái hạt văng ra bãi đất cũng có gì có hạt thì nở à, có hạt thì gì à, đâm chồi à, nảy lộc nhưng cũng có hạt gì do không không thể đâm chồi nảy lộc được nếu mà gì hoặc có thể cả cái nắm đó không thể đâm chồi nảy lộc được nếu như chúng ta gì quăng vứt cái hạt đó vào gì vào cái nơi không có đất mà nấy chỉ có hoặc là đất khô cằn thì nó không thể mọc được, có mọc ra một tí thì nó chết. Hoặc rằng chúng ta thì vứt vào cái sân bê tông thì chắc chắn không có một cái cái hạt nào có thể đâm chồi này mọc nảy mầm và và sống được. À, nếu chúng ta vứt vào cái mảnh đất mà gì, à, phì nhiêu thì có thể rất nhiều hạt giống nó thì nảy mầm. Ví dụ đây, ví dụ như vậy. Ý niệm ác khởi lên. Tuy là hôm nay chúng ta lúc đấy chúng ta khởi lên chúng ta chưa làm nhưng mà chúng ta ấp ủ chúng ta nuôi dưỡng có thể gì vài tháng sau vài năm sau thậm chí gì nhiều hơn nữa thì chúng ta làm cái việc đó thì trong cái trường hợp đó cái ý xấu ngày hôm nay sẽ là cái, có cái kết quả ác ở ngày mai cho nên đó, tốt nhất là một phật tử tu tập khi cái ý niệm xấu khởi lên chúng ta phải nhận biết nó ngay thay thế đó là bằng gì bằng câu niệm phật và dùng những lòng từ bi, dùng trí tuệ để quan sát, để buông xả và không được nắm giữ lấy nó. Ví dụ ý niệm xấu về hận thù. Trước đây chúng ta có xích mích với một anh hàng xóm hay một chị hàng xóm nào đó, tâm hận thù của chúng ta nhớ mãi chứ, hiện nay chưa bỏ được. Cho nên mỗi khi thấy anh ấy hoặc chị ấy đi qua À, chúng ta khởi lên cái tâm gì, cái tâm hận thù người ta và thậm chí là thấy người ta dắt cái xe máy ra khỏi cái cửa đi ngang mặt hoặc là đi phóng xe máy qua mặt chúng ta, à, nó cười một cái nó nhìn thấy mình nó cười một cái mình thì mình là nghĩ nó cười đều mình và mình mong gì, mình mong cho nó mày lên trên thì mày có thể gì? gây ra tai nạn, mày què chân củ tay hoặc thậm chí mày gì mày mất mạng, khởi ra cái ý nghĩ như vậy thôi đó là gì ý điểm xấu rồi và không may á, khi họ lên trên á, đi một đoạn nữa họ đâm vào gốc cây hay là xảy ra tai nạn gãy chân gãy tay hoặc mất mạng thật chúng ta thì khởi chúng ta nghe cái tin là gì? cái vị đó nó bị tai nạn gãy chân gãy tay hoặc mất mạng chúng ta khởi cái tâm vui sướng và nghĩ là gì đấy tại nó khởi cái tâm nghĩ ở trong bụng thôi trong tâm thôi là tại nó thì nó nhìn thấy mình nó cười đều mình đáng đời vân vân chẳng hạn nghĩ trong lòng thế thôi không cần nói ra thì ý nghĩ đó chắc chắn gì sẽ có quả báo ác sẽ có quả báo xấu đến với chúng ta mới chỉ là ý nghĩ thôi nhưng ý nghĩ đó sẽ có quả báo xấu đến với chúng ta các vị nhớ cái điều đó nhưng còn ví dụ mình ý nghĩ mới khởi lên một cái ý niệm xấu ý niệm xấu chẳng hạn ví dụ mình thấy à, à, cái ví của người ta chẳng hạn À, cái ví của người ta để ở, ở, ở túi quần đằng sau chẳng hạn nó thò ra cái ví ra mà có mà tí tiền thò ra đó mình khởi cái ý niệm xấu ôi giời, hay là hay là mình gì mình lấy cái ví đó để lấy trộm cái ví đó đi vừa khởi cho cái ý nghĩ đó nhưng mà mình gì mình tiến lại gần gần một cái thì mình lại nghĩ là à không đức phật dạy là gì các đệ tử xuất gia tại gia vân vân không được ăn trộm giấu như gì cái vật đó nhỏ như cái, cái ngoạn cỏ không cho không được lấy cho nên gì không lấy và rụt tay lại không lấy nữa thì cái trường hợp đó mới khởi ra thì tác ý như chưa hành động thì không có tội gọi nhân đó đã có thể gì cái nhân đó mình lấy ra mình vung ra mình gieo nhưng mà gì đáng lẽ mình gieo vào đất thì nó xấu như này là mình, mình vứt vào gì lò lửa để thiêu đốt sạch cái gì cái tâm xấu ác đó đi tức là vứt cái hạt giống nó vào trong bếp đốt cháy nó đi xong không sao nữa cả Đấy. Thì cái trường hợp như thế cũng là cái nhân khởi ý nghĩa ác Nếu mà chưa hành động Thì sẽ không gì Không có kết quả xấu Cũng giống như người vứt cái gì Cái hạt giống Cái hạt cỏ vào trong lò bếp Chứ không vứt vào gì Không vứt xuống gì Cái 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 cái, cái thửa đất màu mỡ mà chúng ta vứt vào trong lò bếp để Để đốt nó vậy Đó cho nên ở đây thì tùy theo, cái ý niệm này tùy theo, nó không nhất định đâu, Phật tử này hỏi cái ý nghĩ. Như vậy cái ý niệm xấu, nhưng mà nó cũng có nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều chỗ và nhiều ý niệm. Thầy chỉ xin mô tả hai cái loại ý niệm. Một là có thể, một là có kết quả, hai là gì? Là ý niệm không có kết quả. Và một loại nữa là loại ý niệm gì? Vô ký có thể có, có thể không. Như thầy nói hạt, lúc đầu hạt giống đó, có thể vứt xuống nhưng mà có thể có hạt thì gì, mọc được có hạt không mọc được vân vân thì ý niệm chúng ta cũng như vậy